Với địa hình núi cao, huyện Na Hàng là một trong những địa phương thường xuyên bị sạt lở khi mưa lũ, gây tắc đường, nguy hiểm tính mạng người tham gia giao thông. Thưa quý vị, đây chỉ là một trong nhiều điểm sạt lở nằm trên quốc lộ 279. Hiện tại thì đã có những biển cảnh báo, người dân cũng cần chú ý và không chủ quan khi tham gia giao thông trên những đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao như thế này. Với địa hình đồi dốc, có nhiều vách núi dựng đứng, thời điểm mưa to, gió lớn, kéo dài dễ gây tình trạng sạt lở, ách tắc giao thông, nguy hiểm tính mạng người dân. Đáng chú ý, quốc lộ 279 là tuyến huyết mạch nối các xã vùng cao với trung tâm huyện, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều. Hiện tại là bây giờ là tuyến này là nặng nhất ở chỗ bây giờ hiện tại ở chỗ này. Còn vào trong là khu Xuân Phú kia là một đoạn nữa cũng là dập hết đường và lượn sóng luôn rồi. Hiện nay là cái đất đá vẫn âm ỉ, có nguy cơ sạt lở cao. Bây giờ phải đi quan sát, nếu không thì rất nguy cơ nguy hiểm cho con người và tài sản. Thì sạt lở mình đi mình phải cảnh giác chứ, phải nhìn xa xem nó có lở hay không thì chắc là mình phải đi lúc nào mình phải để ý, còn mưa gió là mình không dám đi rồi. Tại những điểm xảy ra sạt lở, các cơ quan đơn vị thực hiện phương án đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt, cắm biển báo, rào chắn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở đất đá vẫn còn cao. Người dân khi đi qua những tuyến đường này cần nâng cao cảnh giác.